Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tạo nên sự thay đổi tích cực cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Song hành với đó là nguy cơ mất an toàn thông tin, dữ liệu trên không gian mạng. Khi đó, bài toán khó đặt ra cho doanh nghiệp là làm thế nào để chuyển đổi số, áp dụng công nghệ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, bắt kịp xu thế mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính, kế toán thuế, doanh nghiệp này đã rất chủ động chuyển đổi số, sử dụng các giải pháp số như phần mềm kế toán, hợp đồng điện tử để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp phát sinh khoảng 100 hợp đồng mới với các đối tác. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải tiếp nhận, xử lý một khối lượng vô cùng lớn về thông tin, dữ liệu quan trọng của khách hàng. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu khi tiến hành ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của mình là yêu cầu bắt buộc. Chúng tôi có một cái yêu cầu rất là cao liên quan đến cái vấn đề bảo mật thông tin cũng như là dữ liệu của khách hàng. Chính vì vậy, khi mà tìm hiểu các cái đối tác cung cấp các cái dịch vụ này thì chúng tôi yêu cầu là phải có pháp lý một cách rõ ràng, có đủ hồ sơ năng lực cũng như là đã có kinh nghiệm trong cái vấn đề triển khai liên quan đến cái giải pháp công nghệ. Và trong đấy thì chúng tôi cũng đã có áp dụng các cái nền tảng bảo mật thông tin của một số các cái đối tác, ví dụ như là của Visa cũng như là của VNPT. Thì qua tìm hiểu thì chúng tôi cũng được đánh giá là các cái nền tảng hệ thống bảo mật thông tin của khách hàng này đã được cấp phép và cũng như là đã được chứng nhận bởi các cái tổ chức có uy tín, không chỉ ở Việt Nam mà là ở quốc tế. Chính vì vậy thì cho giúp cho chúng tôi rất là yên tâm. Với sự trợ giúp của các giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp có thể lưu trữ hệ thống thông tin, dữ liệu người dùng, khách hàng một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đi đôi với sự tiện lợi sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thông tin trên không gian mạng. Để quá trình chuyển đổi số được đảm bảo an toàn, ngoài việc trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn, thì doanh nghiệp sẽ phải tìm kiếm những giải pháp số hóa an toàn từ những đơn vị cung cấp. Đơn vị cung cấp giải pháp số hóa không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, mà còn chịu trách nhiệm đảm bảo về tính bảo mật của giải pháp. Cùng với đó là có thể hỗ trợ xử lý kịp thời cho doanh nghiệp nếu xảy ra sự cố về an toàn thông tin. Chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị mà đạt các cái chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như là Viettel IDC là cái trung tâm cung cấp và lưu trữ dữ liệu đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, để đảm bảo được là họ sẽ là cái nơi mà lưu trữ dữ liệu cho khách hàng một cách là tin cậy nhất. Thế còn về mặt an ninh dữ liệu, về mặt bản mềm thì chúng tôi áp dụng những các cái thuật toán và những cái chương trình mã hóa để tiến hành là mã hóa ở trên đường truyền, giúp cho khách hàng là có thể yên tâm bằng cái cách là trong trường hợp xấu nhất, khi mà hacker tin tặc mà có lấy được dữ liệu của doanh nghiệp mình thì họ cũng hoàn toàn là không thể khai thác sử dụng được. Thế thì đấy là về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có những cái cam kết về mặt pháp lý đối với khách hàng. Cái vai trò là nhà cung cấp giải pháp cũng như là nền tảng thì không chỉ cung cấp một cái công cụ cho các bên ký kết với nhau, mà nhà cung cấp chúng tôi khi mà kết nối với trục chính thức của Bộ Công Thương thì toàn bộ cái quá trình giao kết của các bên tham gia vào hợp đồng là trách nhiệm của nhà cung cấp phải lưu trữ toàn bộ cái quá trình đấy, cũng như là khi mà sử dụng các cái giải pháp trên nền tảng cloud của VNPT thì VNPT chính là cái đơn vị mà phải chịu cái trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, quản lý toàn bộ cái hợp đồng đấy trong suốt cái quá trình mà khách hàng sử dụng. Đó cũng chính là cái vai trò mà chúng tôi muốn nhắc đến khi mà cung cấp một cái nền tảng. Quá trình chuyển đổi số sẽ khiến doanh nghiệp đưa một lượng lớn thông tin dữ liệu của mình cũng như khách hàng lên không gian mạng. Do vậy, việc lựa chọn các giải pháp số an toàn có độ bảo mật cao cùng sự chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được các nguy cơ lộ lọt hay mất an toàn thông tin trong quá trình kinh doanh vận hành.